Xin chào mừng anh chị đang đến với video của Tướng Ốc Đáo ạ. Dạ vâng, ngày hôm nay chúng em sẽ lên cho quý anh chị những mẫu di lặc để bàn trà rất là tuyệt vời luôn ạ. Mẫu đầu tiên chúng em giới thiệu đến quý anh chị đó là một mẫu di lặc đứng trên một phôi gỗ chắc liền lạc nguyên khối 100%. Em sẽ quay tứ diện để quý anh chị cùng ngắm nhìn tác phẩm của bên em nhé. Quý anh chị ngắm nhìn cho em này, mặt trước mặt sau của tác phẩm bên em đều rất là lượt là luôn phải không quý anh chị mình ơi. Và với những tác phẩm như thế này thì quý anh chị có rất là nhiều vị trí trưng kê, không chỉ với vị trí bàn trà mà bất kỳ chỗ vị trí nào mà phù hợp với kích thước nhỏ xinh như thế này thì quý anh chị đều để rất là đẹp đấy ạ. Vâng, và trong ngày hôm nay thì là những cái tác phẩm tượng để bàn nha anh chị nhá, để anh chị có thể sưu tầm rất là thích hợp. Và tác phẩm đầu tiên mà em đang giới thiệu đến anh chị đó là một cụ di lặc đứng trên dòng gỗ chắc và được đục tay hoàn toàn thủ công. Anh chị có thể thấy nhìn dáng của cụ này. Đấy, cái phôi gỗ thì thực sự là liền láng nguyên khối và rất là nuột nà anh chị nhá. Anh chị nhìn cho em này. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Với cái kích thước thì cũng vừa vặn, nhỏ xinh và đặc biệt là mức giá cho tác phẩm này thì cũng vô cùng là êm ái cho anh chị đấy ạ. Đấy, đầu tiên quý anh chị nhìn cho em về cái phôi gỗ này. Rất là đặc đẹp phải không quý anh chị mình ơi. Đấy, để chế tác lên những cái tác phẩm tượng di lặc thì chắc chắn là điều đầu tiên quý anh chị quan tâm đó là cái diện mặt của cụ phải không ạ. Đấy, vẫn là một cái khuôn mặt mà luôn luôn mang lại sự tươi vui hoan hỉ. Chắc chắn là khi quý anh chị sở hữu những tác phẩm như thế này thì phúc lộc cứ gọi là tràn đầy luôn ạ. Đây, em quay gần cho anh chị ngắm nhá. Diện của cụ rất là tươi vui hoan hỉ. Và trên tay của cụ còn dắt theo đó là một cụ cóc này. Đấy, rất là đáng yêu phải không anh chị ơi, để thể hiện được cái phần dáng của cụ như này cũng là rất là khó này. Và tác phẩm đầu tiên này, em sẽ báo đến anh chị kích thước và một mức giá siêu yêu thương để anh chị sưu tầm nhé. Dạ vâng, tác phẩm này của chúng em có mã là TZL732, kích thước chiều cao là 23, rộng ngang 12 và sâu là 11. Sau khi chế tác xong thì tác phẩm bên em vẫn còn nặng là 1,1 kg. Và ngày hôm nay chúng em đã si ân đến quý anh chị một mức giá cực kỳ là êm á đấy ạ. Chỉ với 2.700.000 đồng là quý anh chị đã sở hữu một mẫu di lặc trên một phôi gỗ chắc liền lạc nguyên khối 100%. Vâng, một cái mẫu rất là đẹp và đặc biệt là em chia sẻ với anh chị là những cái mẫu này bởi vì hàng đục tay. Nên là nếu đã giao lưu với anh chị rồi thì cũng không còn nữa đâu. Thế nên là anh chị nào mà đã hữu duyên yêu thích rồi thì hãy nhắn nhanh cho chúng em để em sẽ chốt cho anh chị nhé. Cái tác phẩm này thì rất là độc đáo phải không ạ? Mỗi một tác phẩm của bên em chỉ có một duy nhất thôi quý anh chị mình ơi. Chính vì vậy là quý anh chị mình đã yêu thích tác phẩm này rồi thì hãy nhanh tay alo chúng em để sở hữu tác phẩm này nhé. Vâng. Đừng quên mã sản phẩm của bên em là TZL732 và giá tri ân chúng em đang gửi đến quý anh chị chỉ có 2.700.000 đồng thôi ạ. Luôn anh chị ơi, kể cả anh chị nhìn em quay này rất là gần những cái nước sơn hoàn thiện đây ạ. Rất là bóng, rất là mượt luôn đúng không ạ? Đấy. Và sau tác phẩm này thì em sẽ tiếp tục lên cho anh chị những mẫu tượng khác rất là đáng yêu nên là anh chị đừng vội vàng rời khỏi like của chúng em nhé. Em sẽ xuống tác phẩm này ạ. Dạ vâng, tác phẩm thứ hai mà chúng em giới thiệu đến quý anh chị là một mẫu di lặc ngồi. Đầu tiên em đang quay cho quý anh chị ngắm mặt sau lưng của tác phẩm bên em ạ. Đấy, quý anh chị nhìn cho em này, mặt sau lưng rất là tuyệt vời phải không ạ? Em sẽ quay cho quý anh chị mặt chính nhá. Cái độ bóng của tác phẩm không ạ? Thật sự em chia sẻ với quý anh chị, nếu mà bắt một chú kiến mà thả lên đây thì chắc chắn là chú kiến gọi là trơn trượt ngã vỡ mặt luôn phải không quý anh chị mình ơi. Nó bóng, nó mọng và nó gọi là rất là mượt tay luôn đấy ạ. Vâng, như anh chị đang được ngắm nhìn với em kể cả phần mặt đế này. Đây là một cái phôi chắc cũ của Việt Nam mình. Và còn điểm xuyết ở đây đó là một vài cái chút những cái đường nu đấy anh chị này. Đấy, những cái đường nu đây ạ. Và những cái da gỗ tự nhiên nên là chúng em giữ lại ở và đúng vào cái phần cuộn sóng nước này. Đấy, một cái điểm rất là nhỏ thôi nhưng mà thể hiện được cái sự tinh tế và cái tài năng của người nghệ nhân đấy ạ. Đấy, và với những tác phẩm nhỏ như này thì quý anh chị ngắm nhìn cho em, tuy là tác phẩm có nhiều chi tiết nhưng mà nhìn bố cục vẫn rất là gọn gàng phải không quý anh chị, không hề bị rối mắt một chút nào ạ. Vâng, em sẽ đưa lại gần hơn để anh chị cùng ngắm với em nhé. Và tác phẩm này của em thì được hoàn thiện đánh xin, anh chị có thể thấy này, lớp nền rất là căng bóng đúng không ạ. Vâng, với những tác phẩm mà để có thể đánh xi thì đầu tiên là phôi gỗ phải rất là nuột nà, không tì vết. Thứ hai là về đường nét thì càng phải trau chuốt tỉ mỉ. Đối với hàng mà đánh xi thì cái khâu hoàn thiện luôn luôn nó phải gấp 5, gấp 7 lần so với hàng sơn PU. Bởi vì là để lên xi đẹp, đây, anh chị thấy không ạ? Đường nét tỉa phải cực kỳ là sạch sẽ. Đấy, anh chị nhìn cho em khuôn diện của cụ này. Trời ơi, ngón tay của cụ này còn cầm theo một viên ngọc này anh chị ơi. Đấy, cái bàn chân này, đấy, dáng thế của cụ bố cục được làm rất là hài hòa.
Đấy, đây là hàng kỹ lên quý anh chị thấy rằng là những đường nét, kể cả những cái đường nét hoàn thiện cũng rất là sắc nét phải không ạ? Đấy, nét căng luôn quý anh chị ngắm nhìn cho em, cả cái phần mặt sau nữa. Phôi gỗ rất là luột quý anh chị nhớ, mặt sau đây còn khoe trọn được những cái phần vân gỗ rất là tinh tế của cái phôi gỗ chắc này luôn quý anh chị mình ơi. Một tác phẩm rất là tuyệt vời trên một phôi gỗ chắc hàng đã được đánh xi liền nguyên khối 100%. Và bây giờ thì em sẽ cung cấp cho quý anh chị mã sản phẩm cũng như là thông tin kích thước để quý anh chị tham khảo lựa chọn vị trí trên kê phù hợp nhé. Tác phẩm của bên em có mã là TGL 734 với chiều cao là 14, rộng ngang 26 và sâu là 15. Sau khi chế tác xong thì tác phẩm bên em vẫn còn nặng là 1,7 kg ạ. Vâng, cầm lên rất là đầm tay anh chị nhá. Và đây anh chị đấy, nhìn này, đấy còn điểm lại những cái phần nu. Và đối với những cái tác phẩm mà giá trị như này thì mình đừng bỏ lỡ anh chị nhá. Tác phẩm thì chỉ có duy nhất một thôi ạ. Đấy, và em sẽ gửi đến quý anh chị một giá tri ân rất là êm ái ngày hôm nay ạ. Tác phẩm di lặc để bàn trà trên một cái phôi gỗ chắc liền khối hàng đánh xi với giá tri ân chỉ có 3.800.000 đồng thôi quý anh chị mình ơi. Và giá này là giá nhà sản xuất quý anh chị mình nhá, chỉ tính tiền gỗ và tiền công thôi ạ. Nếu mà quý anh chị bắt gặp những tác phẩm như thế này ở cửa hàng lớn thì em chắc chắn rằng là giá trị phải lên đến gần 5 củ đồng đấy ạ, 5 triệu đồng đấy ạ. Vâng ạ, em sẽ sau khi để hết tác phẩm này thì anh chị sẽ tiếp tục cùng em ngắm đón chờ một tác phẩm tiếp theo nhé. Một tác phẩm tiếp theo cũng rất là đặc sắc đấy ạ. Dạ vâng, em xin phép là xuống tác phẩm này ạ. Vâng, tác phẩm tiếp theo mời em gửi đến quý anh chị vẫn là một mẫu di lặc tượng ngồi, nhưng ở đây quý anh chị nhìn cho em khác biệt hoàn toàn, không phải là cụ ngồi nữa mà cụ đang nằm một cách rất là thong dong thoải mái, không phải không quý anh chị? Nhìn cụ thôi là chúng ta đã cảm thấy rằng một cảm giác bình yên, gọi là mệt mỏi tan biến sau những ngày làm việc vất vả. Vâng, vẫn là một phôi gỗ chắc siêu đẹp nha anh chị nhá. Được chúng em chế tác này, chị nhìn cho em cái phần mặt đế này. Đấy là toàn bộ những cái phần da gỗ tự nhiên nhá. Và tất cả những cái phôi này chúng em đều làm ở trên những cái phần phôi gỗ chắc Việt, chắc cũ. Nên là anh chị có thể hoàn toàn yên tâm về cái độ bền chắc. Đặc biệt là với những cái phôi này là bằng gốc rễ nha anh chị nhá. Nên là sẽ có những cái đường vân nó rất là đẹp và không có pho nào giống pho nào hết. Đấy, quý anh chị ngắm nhìn cho em diện mặt rất là cân đối, khuôn mặt thì hoan hỉ, tươi vui. Chắc chắn là khi sở hữu tượng cụ về thì chỉ cần ngắm cụ mỗi ngày thôi đã cảm thấy là yêu đời hơn rồi phải không quý anh chị mình ơi? Anh chị nào mà đang tìm kiếm những tác phẩm tượng di lặc hay là tượng nhỏ để bày bàn trà, trưng bày những cái không gian mà trà đạo hoặc là không gian nơi bàn làm việc, những cái vị trí mà có cái sự gọi là riêng tư một chút đúng không ạ? Mình không thích trưng những cái tác phẩm nào mà quá cồng kềnh, thì đây là những cái mẫu mà em nghĩ rằng rất là phù hợp với những cái mức giá thì thực sự là rất là yêu thương và lại còn chế tác trên một cái phôi gỗ chắc quý hiếm như thế này nữa. Đấy, và quý anh chị ngắm nhìn cho em về cái nước hoàn thiện của bên em. Đấy, cũng là sơn BU nhưng mà chắc chắn là quý anh chị thấy rằng là khác biệt hoàn toàn trên thị trường, bởi vì cái nước sơn ở đây chúng em sử dụng là những cái dòng sơn cao cấp, chỉ tạo lên độ bóng mờ vừa phải cho tác phẩm, như một lớp sương phủ nhẹ tác phẩm vẫn khoe trọn được những đường vân. Và khi nhìn tác phẩm thì quý anh chị thấy rằng là nước sơn rất là mỏng, tạo cảm giác chân thật, không bị giả một chút nào đấy ạ. Vâng, anh chị có thể ngắm nhìn với em này, khuôn diện của cụ thì tươi vui hoan hỉ, dáng nằm thì khoan thai thoải mái đúng không ạ, không gọi là vướng bận một cái gì. Và ở bên dưới này cái tràng hạt của cụ này còn vòng theo, đây là một cụ thiềm thừ nữa anh chị ơi, rất là hay, rất là độc đáo đúng không ạ. Vâng, với tác phẩm ngày hôm nay như này em sẽ xin phép báo đến anh chị kích thước nhé, và một mức giá rất yêu thương để anh chị có thể sưu tầm cụ ạ. Dạ vâng, tác phẩm của bên em có mã là TGL 742 với chiều cao là 15, rộng ngang 25 và chiều sâu cho em là 18. Sau khi chế tác xong thì tác phẩm bên em vẫn còn nặng là 1,5 kg. Và giá tri ân ngày hôm nay chúng em gửi đến quý anh chị chỉ có 3.800.000 đồng thôi ạ. Vâng, mức giá quá là yêu thương cho một tác phẩm đẹp, đáng yêu như này phải không anh chị ơi? Vâng, với những tác phẩm như này thì thực sự là giá này là giá tri ân tới anh chị thôi, để các anh chị có thể là giao lưu với chúng em qua những cái tác phẩm nhỏ như này để cảm nhận cái chất lượng. Đấy, anh chị nào mà yêu thích một trong những tác phẩm ngày hôm nay thì anh chị hãy nhanh chóng liên hệ đến chúng em để có thể chốt nhé. Bởi vì là những cái tác phẩm mà em lên sóng anh chị thì chỉ có duy nhất một pho thôi. Nếu anh chị có đặt hàng thì cũng không thể nào làm lại được những cái tác phẩm giống như này đâu ạ. Đấy, dạ vâng, em xin phép là xuống tác phẩm này và lên tác phẩm tiếp theo. Chắc chắn đây sẽ là một tác phẩm mà quý anh chị không nên bỏ lỡ ạ. Tác phẩm tiếp theo mà em đang giới thiệu với anh chị cũng là một tác phẩm trên dòng gỗ chắc, nhưng mà tác phẩm này thì lại là trên một phôi gỗ chắc đen
và được chúng em hoàn thiện đánh si với một cái kỹ thuật rất là mới. Và anh chị có thể thấy được cái sự khác biệt của tác phẩm này phải không anh chị ơi? Dạ vâng, quý anh chị đang nhìn thấy điểm khác biệt ở đây chính là cái phần áo của cụ phải không ạ? Đấy, sau khi hoàn thiện đánh si xong thì chúng em còn mất thêm một cái bước công nữa, đó là di sần toàn bộ cái phần áo của cụ để tạo lên hai cái màu khác biệt trên một tác phẩm, vừa tạo lên những cái điểm nhấn nét đẹp tinh túy, vừa tạo lên được cái tính thẩm mỹ cho tác phẩm ạ. Đây, anh chị nhìn cho em nhé, cái phần đế của tác phẩm này, trời ơi, toàn bộ là cái phần gỗ chắc Việt, chắc cũ như này. Thì thực sự là các bác nên sưu tầm lắm, bởi vì là gỗ như này thì không còn số lượng nhiều đâu ạ. Vâng, và em sẽ quay về cái phần khuôn diện cho các anh chị cùng ngắm một cái vân chìm này, anh chị thấy không ạ? Cực kỳ đẹp nhá, tác phẩm được hoàn thiện đánh si rất là kỹ càng. Đấy, đấy, cái tác phẩm này thì nếu mà anh chị nào mà là người yêu thích cái vẻ đẹp mà tự nhiên ý, không có nhiều chi tiết, thì tác phẩm này rất là thích hợp đấy ạ. Đấy, và với những tác phẩm như thế này thì thay chúng ta có thể làm những cái quà tặng tặng những người thân yêu trong gia đình của mình phải không ạ? Và chắc chắn rằng là những ai mà được quý anh chị tặng tác phẩm như thế này thì phải chắc chắn là những người mà có một cái gọi là cái vị trí quan trọng trong lòng quý anh chị phải không ạ? Vâng, anh chị đang được ngắm nhìn với em cái chi tiết đó là bộ quần áo của ngài nhé. Đó, khi mà đã si xong rồi này, chúng em mới lại làm lại cái phần quần áo này. Đấy, để tạo nên cái điểm nhấn cho bộ quần áo của ngài. Và đây cũng là một cái kỹ thuật rất là mới và cũng đòi hỏi cái khả năng hoàn thiện cao cũng như là cái sự tỉ mỉ kỹ càng như anh chị nhé. Đấy, không phải là cứ cầm máy lên là cứ di sần hết em cái phần si đâu. Rất là nặng mà luôn. Mà còn phải là di sần theo những cái đường lối mà của người nghệ nhân chúng em đưa ra nhé, để lên được những cái phần lớp da áo của cụ đấy, làm sao mà chân thật nhất. Vừa di sần nhưng mà vẫn không làm mất đi những cái nếp vải vóc rất là mềm mại, làm gọt tỉa rất là kênh bong. Đấy, anh chị nhìn qua video này đã thấy đẹp rồi, nhưng em chắc chắn là khi mà mình ngắm tác phẩm này ở bên ngoài thì cái vẻ đẹp của nó còn nhân lên rất rất nhiều lần nữa anh chị ạ. Và với những tác phẩm trên những phôi gỗ chắc Việt như thế này thì chắc chắn là quý anh chị đừng bỏ lỡ nhá. Bởi vì giá trị gỗ chắc là ngày một tăng rồi, mà đặc biệt là những cái phôi gỗ chắc Việt như này thì bây giờ là rất là hiếm có để tìm trên thị trường đấy ạ. Và em xin cung cấp cho quý anh chị mã sản phẩm cũng như là thông tin kích thước của sản phẩm bên em để quý anh chị lựa chọn vị trí trưng kê phù hợp. Tác phẩm của bên em có mã là TGL 733, kích thước chiều cao là 12, rộng ngang 16 và sâu cho em là 12. Sau khi chế tác xong thì tác phẩm bên em vẫn còn nặng là 1,3 kg. Vâng ạ. Và tác phẩm này cũng rất là tuyệt vời phải không anh chị ơi? Nhưng mà tác phẩm sau đây thì còn giá trị và độc đáo hơn rất là nhiều, nên anh chị đừng vội vàng rời khỏi video nhé. Em còn một tác phẩm cuối cùng nữa sẽ lên với anh chị bây giờ ạ. Chưa báo giá. Chưa báo? Chưa. Thế thì bà không, không chị ấy đi cắt cái đoạn chị nói kia thôi. Bấm này. Vâng ạ, bây giờ thì em sẽ xin phép là báo đến anh chị kích thước này, mã và giá tri ân rất là yêu thương của tác phẩm này anh chị nhé. Dạ vâng, tác phẩm của bên em có mã là TGL 733, với chiều cao là 12, rộng ngang 16 và sâu là 12. Sau khi chế tác xong thì tác phẩm vẫn còn nặng là 1,3 kg. Và ngày hôm nay chúng em sẽ tri ân đến quý anh chị một mức giá cực kỳ là yêu thương, chỉ có 5.200.000 đồng thôi ạ. Chỉ với 5.200.000 đồng là quý anh chị đã sở hữu một tác phẩm tượng di lặc trên một phôi gỗ chắc Việt, hàng lên si, rất là tuyệt vời luôn phải không quý anh chị mình ơi? Vâng ạ. Và sau tác phẩm này thì em còn một tác phẩm nữa vô cùng đặc sắc mà anh chị đừng vội vàng rời khỏi video nhé, bởi vì tác phẩm sau đây tuyệt vời lắm luôn anh chị ơi. Tác phẩm cuối cùng ngày hôm nay mà em giới thiệu đến anh chị cũng là tác phẩm có lẽ là có cái kích thước nhỏ nhắn nhất, nhưng mà lại có một cái giá em cao nhất trong tất cả các tác phẩm ngày hôm nay mà em giới thiệu đến anh chị. Vâng, một cái tác phẩm mà cực kỳ là tuyệt vời đấy ạ. Dạ vâng, chắc chắn là quý anh chị nào mở sành gỗ thì đã nhận ra được cái điểm khác biệt tạo lên giá trị của tác phẩm này chính là những cái phần nu chắc này của chúng ta phải không quý anh chị mình ơi. Giá trị của nu chắc trên thị trường thì ngày một tăng lên quý anh chị mình ạ, mà không bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt, bởi vì cái dòng gỗ nu chắc là dòng gỗ quý hiếm và số lượng không có nhiều đâu ạ. Vâng, đã là gỗ chắc đã là quý là hiếm rồi, chắc Việt đã quý hiếm rồi đúng không anh chị ơi, nhưng mà lại còn là nu chắc nữa. Thì đối với những cái phôi nu trong tất cả các cái dòng gỗ, kể cả nu hương hay là nu ngọc am hay bất kỳ dòng gỗ nào, thì đã lên được nu rồi đều là những cái phôi gỗ phải trải qua đến hàng trăm năm tuổi mới có thể hình thành lên nu. Và tỷ lệ mà để lên nu được thì nó cũng chỉ rơi vào 1% trong số những cái cây mà lâu năm nha anh chị nhá. Đấy, cây đã phải nhiều năm tuổi rồi này. Thứ hai, cây đó nó lại là những cái cây mà
nó gặp những cái sự cố, ví dụ như là sét đánh này hay là gãy đổ đấy, thì những cái vị trí mà bị vết thương đó thì toàn bộ dưỡng chất trong cây nó sẽ tập trung vào đó và nó tạo nên những cái phần u nu sần đó. Thế nên là cái giá trị của những cái phôi gỗ nu mà đặc biệt là nu chắc thì nó quá là cao, cực kỳ khan hiếm ở trên thị trường. Và với tác phẩm này ngày hôm nay thì chúng em đã chế tác nên một cái hình tượng của ngài Phật Di Lặc này, và anh chị nhìn thấy cái phần bao tiền của em tạo thành và giữ chọn lại cái phần gai nu, nó rất là độc đáo và rất là giá trị nhá. Đấy, em... phải nói là có một cái lời khen cho những người nghệ nhân bên em phải không ạ? Đấy, chế tác một tác phẩm làm sao mà vẫn có đầy đủ rất là nhiều chi tiết mang lại phong thủy ý nghĩa mà vẫn giữ nguyên được những cái nét giá trị của tự nhiên. Đây chắc chắn là một cái siêu phẩm mà quý anh chị dâng về ngôi nhà của mình. Thì em phải chia sẻ với quý anh chị là rất hiếm khi có thể bắt gặp một tác phẩm thứ hai này trên thị trường nữa ạ. Vâng, và anh chị hãy cùng ngắm với em nhé. Đó là đường nét chế tác của tác phẩm này. Anh chị nhìn cho em từ cái mép của cái bao tiền này, rồi đến cái bàn tay của cụ này. Đấy, rồi khuôn diện của cụ Di Lặc này. Tất cả những cái chi tiết mà nó rất là nhỏ nên chị nhắc, nhưng mà người nghệ nhân chế tác rất là tinh tế luôn anh chị ơi. Đấy, trên tay cụ ở đây còn cầm một cái thỏi vàng này. Tất tần tật đều được làm liền lạc và gọt tỉa rất là sắc sảo. Và đấy, hơn nữa thì tác phẩm này còn được chúng em hoàn thiện, đó là đánh xi, đây anh chị nhìn thấy rất là bóng đúng không ạ? Đấy, nước xi rất là căng, bóng và mọng luôn phải không quý anh chị mình ơi. Với cái đường nét chế tác rất là sắc bén luôn. Chắc chắn là khi quý anh chị nhận hàng thì quý anh chị sẽ cảm thấy ưng hơn nữa khi cắm qua video này rồi phải không ạ? Đó, em quay gần với phần diện để cho anh chị ngắm thưởng lãm này. Đó, diện cụ rất là tươi. Và tác phẩm này mà anh chị kê ở trong cái khu vực mà bàn trà đúng không ạ, uống trà thưởng trà và ngắm cụ thì thực sự là cảm thấy bao nhiêu cái phiền toái, bao nhiêu cái buồn bực ở trong lòng có thể được giải tỏa hết phải không anh chị ơi? Đấy, và với những tác phẩm như thế này thì quý anh chị khi thỉnh về ngôi nhà của mình không chỉ tôn lên những cái vẻ đẹp mà quý anh chị muốn trưng kê, ngoài ra thì nó còn có một cái gọi là tích lũy tài sản cho mình đấy ạ. Bởi vì những cái phôi gỗ quý như này thì giá trị sẽ một ngày tăng lên và ngày một khan hiếm đi đấy ạ. Vâng. Và đến đây rồi thì em sẽ xin phép là bật mí đến anh chị kích thước này, mã của tác phẩm và một bức giá chiên vô cùng là yêu thương anh chị nhá. Dạ vâng, tác phẩm của bên em có mã là TZL731 với chiều cao là 14,5, rộng ngang 20 và sâu cho em là 15. Sau khi chế tác xong thì tác phẩm bên em vẫn còn nặng là 1,5 kg. Và ngày hôm nay chúng em sẽ chiên đến quý anh chị một con số cực kỳ là yêu thương luôn ạ. Chỉ với 7.900.000 đồng thôi, một con số thần tài để quý anh chị có thể sở hữu tác phẩm trên dòng gỗ nu chắc Việt ngày hôm nay của chúng em. Vâng, một tác phẩm quá tuyệt vời trong ngày hôm nay với một mức giá chiên chưa bao giờ có luôn anh chị nhá. Nên anh chị đã yêu thích rồi thì hãy nhanh chóng liên hệ với chúng em. Và vừa rồi thì em giới thiệu tới anh chị đó là 5 tác phẩm tượng Di Lặc trên dòng gỗ chắc và nu chắc này, được chúng em làm chế tác vô cùng kỹ lưỡng. Anh chị yêu thích tác phẩm nào thì hãy nhanh chóng liên hệ với chúng em để chốt nhanh chị nhé. Đấy, mỗi một tác phẩm bên em chỉ có một duy nhất thôi ạ. Và ngày hôm nay quý anh chị đang được ngắm nhìn những tác phẩm như này thì toàn bộ những cái bức giá mà chúng em gửi đến đến quý anh chị đều là những bức giá tri ân cực kỳ là êm ái. Chính vì vậy quý anh chị đã yêu thích rồi thì phải nhấc máy alo ngay cho chúng em đến số hotline 0938 410 333 và động viên tinh thần cho chúng em bằng cách là hãy cho chúng em xin những lượt like, những lượt chia sẻ, đặc biệt là hãy ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo, bởi vì những buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần Tiếng Gỗ Độc Đáo sẽ có những phiên live stream cực kỳ hấp dẫn đang chờ đón quý anh chị mình đấy ạ. Vâng, và đến đây thì em xin phép là kết thúc video và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo anh chị nhé. Dạ vâng, chúc quý anh chị có những ngày làm việc thật là vui vẻ, hạnh phúc và nhiều năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.